Rõ ràng chúng ta thấy cái cự ly đội hình của bên phía team Na'Vi là tốt đến như thế nào. Vị trí của Jim là người đánh lẻ và cuối cùng thì anh ta chết không thể được cứu. Nhưng bây giờ nết trả ra thì Aya một lần nữa lại bị knock out. Nghe chừng vẫn sẽ là một câu chuyện cực kỳ khó. Trong khi đó thì Danawa cũng đã để mất người rồi. Họ đã mất đi anh chàng Salud. Và giờ thì Gustav sẽ cần phải có một timing đẩy lên thật sự đẹp. XMPL đang ở một cái góc đứng mà có thể thấy rằng là hơi khuất ở khu vực tầm cao. Nhưng U3 thì đánh xe ra để có thể kiểm soát được cái khu vực sườn núi này. Điều đó khiến cho Gustav bắt buộc phải lùi về thôi. Những tình huống drive by của U3 mang tính chất là dọa các thành viên bên phía Fakeland là chính. Thậm chí Hau cũng đã cử thêm vị trí của anh chàng The Mask để có thể áp sát gần hơn với hộ khẩu SR4X nhằm tăng thêm khả năng ăn kill của bên phía team Hau. U3 thì lại confirm chính xác là knock out đi được thêm ở Gustav nữa. Fakeland lại một lần nữa gặp khó nhưng mà Gustav khoảng cách lại là quá xa để được cứu. Còn Alia thì lại cứu lên thêm một lần nữa rồi. Chính họ cứ xác. Knock xong họ lại cứu. Ôi nhưng Alia bị knock tới lần thứ 3 liên tiếp ở trận thi đấu này. XMPL cũng không thở nổi với Kureshi. Wow. Tiếp tục là Kureshi. Triple knockout. Và chỉ còn lại một mình U3 người đã lộ vị trí ra từ trước đó mà thôi. The Mad cũng biết U3 đang ở đâu. Toàn bộ đội của FaZe Clan cũng biết U3 đang ở đâu. U3 đi đây rồi. Mới thực sự là FaZe Clan mà tôi muốn nhìn thấy. Và Na'Vi là nạn nhân đầu tiên trong map thi đấu NGL này. Severus thì đang ở khu Shooting Range, một khu vực mà chúng ta có thể thấy là rất thoáng. Tạm thời là chưa có một ai cả. Tuy nhiên rằng sẽ cần phải cẩn thận những cái tên như là Global Sub Access. Và chúng ta hãy nhìn vào khu vực góc 5 giờ đi, đã có 4 màu sắc di chuyển. Tổ và đua chắc chắn sẽ là có những tình huống đua xe. Nào, đua xe bắn súng thì ai sẽ là người phải là nạn nhân đây. Khi mà tôi thấy ôi AZ là người đi lẻ và Faken họ phát hiện ra. Nhưng bây giờ thì Q11 đã Q11 bắn vào người AZ thì AZ bị knock out. Chỉ còn lại mình Crazy ở trong một nhà vệ sinh mà thôi. Danawa, Eric cũng là người đánh lẻ chăng. Tạm thời thì có vẻ khu vực nhà vệ sinh này là khá đông người. Còn ở khu vực nhà kho của Lumion Gaming, Foreign muốn công lên nhưng họ lại bị bắn vào phần lưng bởi Pechico Road. Rất loạn, đây là một cuộc chiến rất loạn lạc ở bên trong vòng phây thứ ba này. Quá nhiều người đang bị knock out. Và Foreign Remain có phải là những người khổ nhất hay không đây? FaZe có lẽ là khổ hơn Foreign Remain một chút khi Kureshi cũng chỉ còn lại một mình. Những Luminous City Gaming Flat vừa để bị bớ lại bên chàng Scofield. Foreign Remain đã có cơ hội để có thể cứu nhau lên khi mà căn nhà vệ sinh này vẫn là đủ để có thể chứa họ. Nhưng quan trọng là cứu xong thì ra kiểu gì, trước mặt có một, đằng sau lưng thì là một tấn. Cùng đường đi có vẻ như là rất mạo hiểm đến Twisted Mind, họ bắt buộc và làm. Trong cái đó thì Hao Esports bằng cách nào đó bắt tới chàng Red của Akita, không chính xác là của Exo Clan, xin lỗi tất cả quý vị và các bạn. Họ đang muốn công vào khu vực nhà của Exo Clan nhưng vị trí Apocalypse đã bị bắt lại. The Mad cũng thế. Hao Esports giờ chỉ còn lại hai, nhưng đối với trong cái khu vực căn nhà này thì đội của Exo Clan cũng là một thôi. Akita phải một mình quẩy đồng đội, gần như không thể cover dành cho anh ta được. Nết trả cũng là không tới nơi đến từ cặp đôi bên phía bên kia đường. Và Akita liệu rằng có thể chống được hay không đây? Rất nhiều smoke đang được trả ra kèm theo đó những quả flash. Akita đã sủi được ra bên ngoài để có thể vòng ngược lại và đưa một đòn hôi mã thương vào đằng sau lưng các thành viên team Hao Esports. Trong cái đó với Sonic, StreamZ đã bị bớ và Puchu đang chuẩn bị xăm quả nết, nhưng nết còn chưa kịp trả thì Puchu đã bị bắt lại. Knock out tốt đến từ Edwin và confirm kill cũng là cực kỳ nhanh. Bộ ba của Daytrade không đủ để có thể cover đồng đội của mình. Một khu căn nhà ở góc quá cao và những phát đạn là không đủ. Và bây giờ thậm chí rằng combat ở khu sân nguyên có vẻ đã bắt đầu rồi hay sao. Đây phải Đức Mỹ knock out được liều bên phía team Global Esports Access. Nhưng điểm mạng này dành cho Shoot to Kill. Và trong cái trường hợp đó thì team Hao còn định bắn vào với Shoot to Kill cả Danawa nữa. Và điều đó đang trực tiếp giúp cho đội hình của team EXO vẫn có thể bảo toàn cái vị trí nhà ở giữa trung tâm vòng bo thứ tư của mình. Một căn nhà ngã ba đường rất đẹp. Và trong giai đoạn tiếp theo nó sẽ là một điểm cực kỳ đắt giá cho tất cả đội tuyển, chứ không riêng gì các thành viên của team Exo Clan cả. Còn với Sonic, họ đang gặp khó. Mim vừa bị knock out. Và liệu rằng có thêm người chơi tiếp theo của bên team Sonic bị bớ lại hay không đây? Daytrade cũng đang bị công vào. Và thậm chí có thể nghĩ đến việc phải vượt qua cả Danawa để có thể an toàn bên trong cái phase thứ tư này. Và Flash có được cái điểm knock out của Mew, cùng với Q11 đẩy ra. Những Xlap cũng đã xuất hiện để đổi mạng rồi. Và đó thì cũng confirm luôn đến được Xlap. Nhưng ngay lập tức Loki cũng đã đến với kẻ thứ ba. Còn Sonic làm gì đây? Sonic họ đâm vào giữa combat để họ có thể quấy phá. Và đây Daytrade là đội tuyển đầu tiên dừng lại ở khu vực combat này với vị trí thứ 14. Và Pero chỉ lại một mình Q11 mà thôi. Trong đó thì Foreign Man cũng đã phải dừng lại ở top thứ 13. Q11 lắc ra nhưng ở đây có quá đông địch. Loki tầm này chắc chắn là khó đối vị trí lộ ra. Và đó là một nơi đồng không mông quạnh.
Còn đối với cả Thiên Ba thì sao đây, họ đang đi đúng vào cái đường mà Sonic họ vừa đi qua. Nhưng Sonic họ đã mất đi meme rồi, khi mà kickstart bắn chéo sang là khó chịu. Tinkerton đang sấy xe nhưng mà lượng đam gây ra bây giờ nó mới có. Nhưng liệu nó có là đủ hay không đây, câu trả lời là không. Và chỉ còn lại một mình StreamZ ở trong làn khói này mà thôi. Thiên Ba có bà và họ đã quáng áp sát để có thể bắt đốt người còn lại. Trốn được trong xe không phải là một ý tưởng tuyệt vời đến từ StreamZ. Và đó là top 10 dành cho Sonic. Vì súng vào đầu tử hình đến từ đội của Team TN3 rất khổ thành cái StreamZ ở trong tình huống vừa rồi. Không hiểu bằng cách nào mà TN3 lại bỏ qua shoot to kill để đâm thẳng vào góc của Sonic. Nhưng bây giờ cái gì tới vẫn phải tới rồi, shoot to kill lại đâm vào để gạ dẫm TN3 thêm lần nữa. Nhưng Vegas vừa để bị bắt lại, Exo Clan đã giành được cuộc chơi cả hào eSports quốc tế. Quá khổ dành cho các thành viên team shoot to kill, họ còn chưa kịp nhìn thấy mặt TN3 đâu thì đã để mất đến tận 3 thành viên. Và một mình Penta với một cái mỏm đá duy nhất, vài ba quả smoke làm vốn. Penta bây giờ cũng khó, không khác gì cái hoàn cảnh của vị trí anh chàng Loki cả. Còn bây giờ thì vừa rồi tôi đã có nhớ là Serus mất đi một người, nếu như nhớ không nhầm là Himat. Nhưng vấn đề là ở khu vực Shelter thì chúng ta cũng đang có những cái lợi thế nhất định trước Global Shot Access. Exo thì với việc có nhà thì bây giờ họ chỉ có đơn giản đó là an cư lạc nghiệp mà thôi. Rất thoải mái để bắn sang những đại diện mà tạm thời là đang vô gia cư. Top 9 dành cho Thiên Ba. Luminosity Gaming thì sao đây, họ cũng đang đâm vào bên trong bò những Hao eSports và Exo Clan. Từ đệ đến giờ tôi không biết họ đã bắt được bao nhiêu điểm knockout theo cái cách như thế này rồi. Cứ dí súng ra là bắn, chắc chắn sẽ có người nằm. New Happy cũng đang gia nhập cuộc chơi, có vẻ như đang cố tìm về thêm những cái điểm kill đến từ đội của New Happy trước khi rời bỏ khu vực căn nhà ở cuối server đi và đẩy vào bên trong vòng bo phẩy thứ 6. Bên cạnh họ còn những cái chàng của Twisted Mind, trong đó thì FT vừa knockout được Đức Mỹ đến từ Cerberus eSports. Quá lợi dành cho đỉnh Cerberus đâu, và bây giờ chúng ta chỉ còn lại một khu vực nhà vệ sinh nho nhỏ mà thôi. Và New Happy thậm chí cũng đang muốn đục vào cái vị trí này. Quả nết trả ra. Đây nó mới là quả ăn. Hai điểm knockout dành cho Cerberus. Và những quả tiếp theo, những quả đồ tiếp theo đâu rồi? Tôi cần thêm khoảng tầm 1-2 quả nữa để có thể chuyển hóa nó thành confirm. Và đây Himat có nết. Himat đang chờ. Himat bắt đầu ném rồi. Đây là một khu vực trũng. Những quả nết này tạm thời chưa đủ đam. Còn thêm một quả lửa nữa, quả lửa này ném vào đâu đấy? Ui, ném vào chiếc rồi. Xe và nó lẹm vào cả hai player của bên phía team New Happy thì phải. Liệu có lẹm tới được không đây? Twisted Mind đang tới để có thể KS, nhưng trong làn smoke này có quá nhiều người. Hasset vừa được cứu lên lại bị knock out thêm lần nữa, nàn thì chắc chắn là không còn cơ hội nữa rồi. Em mình đang cần phải quẩy. On PGC 2021 cũng chỉ tới đây mà thôi. Top 8 dành cho đội của New Happy. Và sau đó Twisted Mind sẽ chiếm toàn bộ cái khu vực hõm này. Họ sẽ cộng sinh cùng các thành viên team server eSports để có thể làm một đối trọng đủ lớn với Exo Clan của Hào bên phía bên kia. Himat lại quay trở về căn nhà vệ sinh thêm lần nữa. Căn nhà vệ sinh này đã bị clear một lần từ trước. Ôi, rồi có lửa rồi. Quả lửa thứ hai, quả lửa quá chí mạng đến từ cái thành Twisted Mind đang khiến Himat gặp có một máu còn lại đến từ Himat. Himat vẫn còn, Himat đang cuốn máu, Himat có sốc được trả ra. Làm ơn Himat hãy sinh tồn chỉ thêm một chút nữa thôi, hoặc thậm chí là tạo ra một pha highlight cũng được, khi mà đội của Hao eSports có vẻ sắp bị quét tới nơi rồi. Nhưng cuối cùng nó chỉ là cái top 5 dành cho các thành viên với team Cerberus eSports. Nhưng không sao cả, nỗ lực đến như vậy đã là đủ đến từ Cerberus eSports để có số điểm mang về trong trận thi đấu này. Quay trở lại Hao eSports, họ còn một, đây là một khẩu DPS trong tay của anh chàng Ruel, một khẩu shotgun tầm gần là cực kỳ mạnh. Và nếu các thành viên của Exo Clan không cẩn thận, họ có thể phải nằm. Và điều tôi nói đã xảy ra, double knockout dành Ruel, lượng máu còn lại là đủ để có thể chơi tất tay đối phương. Nết trả vào chưa đủ sát thương để thể dứt điểm player này, lại là khẩu DPS cương tầm gần địch, thậm chí còn hết đạn. Nhưng rất tiếc rằng Ruel chỉ có thể đổi thêm một nữa mà thôi. MT đã dứt điểm rồi. Và top 4 dành cho đội của Hao eSports. Tầm này bây giờ thì họ chỉ trốn thôi. Bởi vì ở trong một cái thế ba đội tuyển như này thì thường thì nếu như cái đội tuyển thứ ba vào và giao tranh muộn nhất thì thường sẽ có những cái cơ hội nhất định. Thậm chí là cầm cả chảo lên để có thể gọi là tránh cho những cái việc gọi là đạn bay vào người. Cầm nhưng chảo mà cầm chảo thì sát. Đúng rồi, cầm chảo nó không giải quyết nhiều vấn đề ở trong trường hợp là vòng bo thu đến nơi, và có lẽ là Luminosity Gaming họ cũng sẽ phải ngã xuống thôi. Thực sự là rất khó. Sẽ chỉ còn lại giữa hai đại diện, đó là Exo Clan và Twisted Mind, khi mà cả Flat và đồng đội đều đã buông tay chịu trói. Top 3 dành cho Luminosity Gaming, đây cũng là một lượt trận mà họ đem về tương đối nhiều điểm kill. Đúng. Quan trọng sẽ là ai xử lý khéo hơn ở trong thời điểm này, cần phải set up trước ở trong vòng bo phây thứ 9 và khu vực trung tâm. Tạm thời thì các thời team Exo Clan đang là những người nắm được nó khi mà MT đã được cài vào. Nhưng vừa nhắc tới MT xong, anh ta đã bị knock out ngay và confirm gọn gàng đến từ ba Tulin.
gió đã đảo chiều, 60% chiến thắng dành cho các thành viên team Twisted Mind. Exo Clan, bộ đội Hackerman cũng như Rain cần phải có những pha tỏa sáng cá nhân. Rain đã lộ vị trí và bây giờ thì cảm giác như sẽ là rất khó khi mà đội hình của team Twisted Mind, tôi không biết là họ còn bao nhiêu đồ, nhưng Rain thì đã trắng đồ rồi và thậm chí còn đang bị bo đốt nữa cơ. 30% máu còn lại đến từ vị trí của Rain. Anh ta còn đang phải bận tháo chạy sang một vị trí khác để có thể hồi phục lại lượng máu. Và Rain đã nằm rồi. Hackerman thì không phải là một bài toán khó giải đối với Twisted Mind. Cái bài toán khó nhất đối với Twisted Mind có lẽ ở trong cái giai đoạn phase thứ 6 đổ đi, khi họ không có vị trí để có thể đứng. Nhưng sau khi họ đã áp sát được vào cùng cái hõm của các viên bên phía New Happy thì mọi thứ nó trở nên trơn tru và đơn giản hơn rất là nhiều.